những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Huỳnh Phương bước chân đút bánh mì cho Sĩ Thanh ăn trong hậu trường. Lần đầu mời bạn trai tham gia MV ca nhạc Người Dân, Sĩ Thanh đã khiến ekip phải ghen tị với những khoảnh khắc chăm sóc nhau, cực kỳ tình thứ của cô và Huỳnh Phương trong hậu trường. Là một trong những gương mặt mỹ nhân không chỉ nóng bỏng sexy mà còn rất đa năng của làng showbiz Việt, Sĩ Thanh đã từng xuất hiện trước mặt công chúng trong gần như đủ mọi vai trò, từ diễn viên, MC, VJ, ca sĩ. Tuy nhiên, thời gian gần đây Sĩ Thanh không đặc biệt dành nhiều sự chú trọng cho âm nhạc mà ưu tiên cho các thể loại khác nhiều hơn. MV cuối cùng của nữ nghệ sĩ Lạc Mất Anh đã ra mắt cách đây hơn 10 tháng. Thế nhưng mới đây, Sĩ Thanh đã khiến cho người hâm mộ cực kỳ phấn khích và háo hức khi công bố về dự án âm nhạc mới MV ca nhạc Người Dân, một ca khúc của nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích sáng tác. Đây chính là MV đánh dấu sự tái xuất của Sĩ Thanh trong âm nhạc, tiếp tục xây dựng và theo đuổi hình ảnh quyến rũ hiện đại nóng bỏng, nhưng không kém phần nữ tính giàu cảm xúc. Đặc biệt hơn, trong MV sắp ra mắt lần này của Sĩ Thanh, còn có sự xuất hiện của Huỳnh Phương, anh chàng người yêu ngọt ngào mà Sĩ Thanh vừa công khai tình cảm cách đây chưa lâu, và dàn ekip hùng hậu khác hứa hẹn gây sốt. Sĩ Thanh từng chia sẻ, Huỳnh Phương không chỉ là một người bạn trai hợp ý, thấu hiểu, luôn đồng cảm với cô trong nhiều vấn đề cuộc sống, mà còn luôn biết cách thể hiện tình cảm và chăm sóc Sĩ Thanh mọi lúc mọi nơi. Những hình ảnh hậu trường MV mới của Sĩ Thanh đã gần như hoàn toàn chứng minh được điều đó. Huỳnh Phương không chỉ ở bên cạnh Sĩ Thanh gần như toàn bộ quá trình quay MV, mà còn chăm sóc tận tình cho cô nàng như chăm sóc một cô công chúa. Quay MV 2 ngày liên tục không ngủ, Huỳnh Phương không chỉ mang đồ ăn và thức uống đến cho Sĩ Thanh khi cô nàng đói hay khát nước. Lịch trình quay hình căng thẳng, Huỳnh Phương lo lắng cho bạn gái nên để Sĩ Thanh ngủ trên chân mình bất cứ lúc nào khi cô mệt. Anh còn tận tay bóp chân cho Sĩ Thanh mỗi khi cô nàng than thở vì phải đứng và nhún nhảy quá nhiều trên đôi giày cao gót sau mỗi set quay. Những hành động tình cảm của Huỳnh Phương đối với Sĩ Thanh gần như làm tan chảy toàn bộ các thành viên trong ekip của đoàn, và ai cũng ngưỡng mộ Sĩ Thanh vì đã có một người bạn trai chăm sóc và yêu thương mình đến như thế. Sĩ Thanh cho biết, với dự án Người Dân sắp ra mắt MV lần này, Sĩ Thanh hy vọng sẽ có thể mang đến cho khán giả một sản phẩm giải trí và thu hút đúng nghĩa, giúp cho cô có dịp được đến gần với các khán giả và nhiều bạn trẻ hơn. Ca khúc được Sĩ Thanh lựa chọn thực hiện MV lần này là một bài hát thuộc thể loại pop pha trộn với R&B cực kỳ bắt tai. Không chỉ Sĩ Thanh mà cả ekip, đoàn quay và tất cả mọi người đều rất tâm huyết và dồn nhiều thời gian, công sức đầu tư cho MV này một cách chuyên nghiệp và chỉnh chu nhất. Đặc biệt, Sĩ Thanh rất tâm đắc với kịch bản của MV này. Đó sẽ là một câu chuyện buồn khiến khán giả phải suy nghĩ, thương cảm, nhưng đồng thời cũng thể hiện được sự mạnh mẽ, cứng rắn của một cô gái khi đứng trước những sóng gió trong tình yêu. Sĩ Thanh hy vọng tất cả khán giả sẽ đón nhận và yêu thương ca khúc này, cũng như tiếp tục ủng hộ các sản phẩm mới của Sĩ Thanh trong thời gian sắp tới. MV này chỉ mới là phần đoạn của một đoạn đường mới còn rất dài và nhiều điều bất ngờ đang đón đợi mọi người trong thời gian tiếp theo.